Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gần 10 năm chờ đợi, Metro số 1 đã chạy thử toàn tuyến. Số doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng qua đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam Singapore khởi công, chấp thuận đầu tư 5 dự án khu công nghiệp mới. Trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty AIC về nước đầu thú. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Sáng ngày 29 tháng 8, đoàn tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên lần đầu tiên chạy thử nghiệm toàn tuyến với chiều dài 19,7 km. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh Mauer thông tin, đơn vị phối hợp cùng nhà thầu Hitachi Nhật Bản tổ chức buổi chạy thử nghiệm trên toàn tuyến Metro số 1, lộ trình xuất phát từ ga Suối Tiên đi trên cao qua 14 nhà ga, xuyên hầm qua 3 ga ngầm với điểm cuối tại Bến Thành rồi quay trở lại điểm xuất phát. Tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh gồm 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa dài 61,5 m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa của tàu Metro theo thiết kế là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn hầm. Trong lần chạy thử nghiệm bắt đầu từ 9 giờ 15 đến 12 giờ 20 ngày 29 tháng 8, chia làm 3 đợt tàu chạy, số lượng hành khách được giới hạn tối đa là 20 người. Theo Mauer, việc thử nghiệm liên động toàn tuyến từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành là cột mốc quan trọng đối với dự án. Đây cũng là sự kiện hết sức ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và là điểm nhấn trong các sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 8 2023 có 14.047 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 135.200 tỷ đồng. Con số này tăng 17,9% về số doanh nghiệp và tăng 3,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Còn trong 8 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới là 103.658 doanh nghiệp. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, đây là mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022, 89.899 doanh nghiệp. Trong chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, sáng ngày 29 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long dự hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore. Tại hội nghị, các lãnh đạo đã chứng kiến lễ khởi công 3 dự án khu công nghiệp Việt Nam-Singapore VSIP mới, cho quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án VSIP. Ngoài ra, hai bên còn ký biên bản hợp tác phát triển 12 dự án VSIP mới. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm Logistics BW Tân Hiệp tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, rộng hơn 64 hectare. Theo đó, trung tâm Logistics BW Tân Hiệp có diện tích 64,4 hectare, được quy hoạch với các hạng mục, nhà văn phòng, nhà kho với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cùng các công trình phụ trợ, đảm bảo cho hoạt động kho bãi, dịch vụ Logistics. Ngày 28 tháng 8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty AIC, đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đã về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị các bị can, bị án, các đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đầu thú, hưởng khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Horea đề nghị chỉ nên quy định một cơ quan nhà nước hoặc là Sở Tài chính hoặc là Sở Tài nguyên và Môi trường. Nhưng hợp lý nhất là giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để thực hiện công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất, không để xảy ra tình trạng quyền anh, quyền tôi. Ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện 771 về việc rà soát xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính, đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 đến 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 đến 2030. Công điện của Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan tổ chức.
để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên và thực hiện việc bố trí, sắp xếp trụ sở công tiết kiệm hiệu quả, tránh lãng phí trong giai đoạn 2023 đến 2030. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính. Trong đó bao gồm các đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 đến 2021 mà chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả các đơn vị dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023 đến 2030. Các địa phương cũng cần kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sắp xếp lại, xử lý trụ sở. Việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý báo cáo về Thủ tướng trước ngày 30 tháng 9. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL1 thi công xây dựng đoạn cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan, đoạn từ km 66 cộng 000 đến km 77 cộng 472 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam. Theo đó, đơn vị trúng thầu là liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 17. Trong đó, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn là thành viên đứng đầu liên danh. Giá trúng thầu là 953,3 tỷ đồng, giảm 0,4 tỷ đồng, 0,4% sau đấu thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 810 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thầu xây lắp. PCBank bất ngờ triệu tập họp cổ đông bất thường nhằm kiện toàn nhân sự sau khi loạt lãnh đạo cấp cao từ nhiệm, đồng thời thông qua việc đổi tên trụ sở ngân hàng. Vậy cụ thể nội dung ra sao? Quý khán giả hãy cùng chúng tôi theo dõi tiếp video nhé. Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex, PCBank, mã chứng khoán PCB vừa có thông báo triệu tập họp cổ đông bất thường vào ngày 23 tháng 10. Phiên họp sẽ bàn về việc kiện toàn nhân sự, tăng vốn điều lệ, thay đổi tên thương mại, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 cùng một số nội dung khác. Việc triệu tập diễn ra sau khi ba nhân sự cấp cao của PCBank đồng loạt có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân hôm 24 tháng 8, gồm ông Oliver Schwarzap, thành viên hội đồng quản trị, ông Nilesh Ratilal Banlowala, thành viên hội đồng quản trị và bà Dương Ánh Tuyết, thành viên ban kiểm soát. Biến động thượng tầng tại PCBank diễn ra sau khi tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex thoái toàn bộ 40% vốn góp. Trong phiên đấu giá vào tháng 4, toàn bộ số cổ phần này được bán với tổng số tiền thu về là hơn 2.500 tỷ đồng. Danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá cũng được hé lộ. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Gia Linh đã mua hơn 39,2 triệu cổ phiếu PCB, tương đương 13,1% vốn. Công ty cổ phần quốc tế Cường Phát đã mua hơn 40,6 triệu cổ phiếu PCB, tương đương 13,54%. Công ty cổ phần thương mại Vũ Anh Đức mua hơn 40 triệu cổ phiếu PCB, tương đương 13,36% vốn. Đầu tháng 7, ngân hàng có một số thay đổi nhân sự khi ông Nguyễn Phi Hùng thôi làm tổng giám đốc để làm chủ tịch hội đồng quản trị, thay ông Oliver Schwarzap. Người nắm vị trí quyền tổng giám đốc PCBank là ông Phạm Mạnh Thắng, cựu phó tổng giám đốc Vietcombank. Ngân hàng này cũng bổ nhiệm bà Đinh Thị Huyền Thanh làm giám đốc khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Đến ngày 11 tháng 8, bà Huyền Thanh được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc thường trực kiêm giám đốc khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Sau tháng đầu năm, PCBank lãi trước thuế hơn 303 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 57% mục tiêu sau nửa đầu năm. Tính đến 30 tháng 6, tổng tài sản của PCBank giảm hơn 2.000 tỷ đồng, còn gần 46.987 tỷ đồng, tương đương mức giảm 4,1% so với cuối năm trước. Số dư tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ 0,1%, đạt 31.228 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu PCBank đạt mức tối thiểu theo quy định 3.000 tỷ đồng, thấp nhất hệ thống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào!